Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh xe tải của em Sơn của công ty Phú Mẫn. Hôm nay em đứng bên cạnh em là một chiếc xe tải rắc 1 tấn 99. Thì đây là một cái xe tải mà sản xuất vào năm 2019 trên dây chuyền sản xuất hiện đại của Nhật Bản. Dự kiến đây sẽ là một cái sản phẩm hot trong năm 2019. Thì hôm nay em và các bạn sẽ cùng xem em nó có những cái điểm đặc điểm gì hot và đặc điểm gì hiện đại hơn so với lại những cái phiên bản cũ của xe rắc trước đây nhé. Tìm hiểu sâu chi tiết về chiếc xe tải rắc N200 1 tấn 99 này. Thì cái xe rắc N200 này nó là một cái chiếc xe tải có cái thiết kế là cabin vuông. Ở đây em nhìn rất là sang trọng. Thì cái cabin vuông này nó cho cái tài xế được cái tài xế và những người ngồi trong xe nó có một cái cảm giác rất là thoải mái khi mà ngồi trong đó. Tại vì nó rất là rộng. Và cùng với đó là tại vì cái cabin vuông này là cũng là một cái cabin nhập khẩu từ Jack, cho nên cái độ bền của nó rất là tốt. Nó được thử va đập rất là nhiều. Và đây là cái logo bằng vàng của Jack. Được này là được mạ chrome màu vàng nha các bác. Còn dưới đây là cái mặt ga lăng. Mặt ga lăng này thì bằng nhựa nhưng mà nhìn nó cái màu sơn của nó nhìn rất là giống như là kim loại, rất là sáng. Xe này cũng được tích hợp sẵn luôn cả máy lạnh ở trong chiếc xe này rồi. Thì ở đây nổi bật nhất là mình thấy là có một cái cụm đèn ở đây là cụm đèn đứng thì nó cho khả năng chiếu sáng rất là tốt hơn so với lại những cái cụm đèn nhỏ mà chúng ta thường thấy ở trên những cái cabin khác. Thì ở đây nó cũng được tích hợp là đèn pha, đèn cốt và đèn xi nhan. Ở đây mình cảm thấy cái cụm đèn này nó làm nổi bật lên được cái cabin và rất là sang trọng. Ở phía dưới là cái cản trước thì chúng ta thấy là nó có hai cái đèn sương mù ở hai bên. Rồi ở đây thì ta thấy là cái xe rắc này nó có một cái cải tiến rất là mới ở trên những cái loại xe 2019, đó chính là cái gạt nước này nó làm theo kiểu ô tô con á. Thì cái gạt này nó rất là dẻo, thì là cái độ bám dính vô cái cửa kính nó cũng rất là cao. Nhờ vậy mà cái cửa kính nó sẽ được sạch sẽ hơn khi mà các bác bật gạt nước. Cái kính này thì ở trên đây nó có một cái lớp chống tia UV. Chống tia UV thì đây cũng là một cái lớp rất là hữu ích khi mà các bác đi trong cái đường mà nó nắng. Mình sẽ không bị chói mắt quá khi di chuyển. Cùng đến với lại cái bên thân xe. Thì bên thân xe ở đây có một cái cụm đèn xi nhan, có một cái đèn xi nhan rất là to. Ở đây thì em thấy là cái đèn xi nhan này nó đặt hơi thấp một tí xíu. Đây cũng là một cái điểm trừ nhỏ nhỏ của rắc. Nếu mà được đặt ở trên đây cao hơn tí xíu nó sẽ ok hơn nha các bác nha. Thì đây là logo của rắc. Cũng ở những cái phiên bản trước á thì ta thấy rằng á cái xe rắc này á, cái tay nắm cửa nó sẽ phải bấm vô để mở ra, nhưng mà cái phiên bản 1 tấn 99 này cũng được tiết giảm luôn để cho giảm cái thời gian mà mở xe xuống tay của nó, sẽ khiến cho tài xế được tiện lợi hơn. Thì cái xe này nó mở được khoảng cái cửa này cũng mở được khoảng 85 độ, 70 đến 85 độ, rất là thoải mái, thuận tiện cho những cái quý khách nào mà có thân hình nó hơi to một tí. Ở đây ta được trang bị, ở đây cái cửa này chúng ta cũng được trang bị là kính chỉnh điện nha các bác nha. Thì ở dưới đây cũng có một cái rất là sang trọng, thay đổi so với các dòng xe và những cabin xe khác của Jack đời trước đây. Thì đây chính là cái cụm loa của Đức, được nhập khẩu từ Đức. Bây giờ ta sẽ lên cái cabin này để trải nghiệm nhé. Thì lên cabin là cảm giác khi mà lên cái cabin này á, là cabin rất là rộng các bác ạ. Ở trên cái đây thì ta sẽ thấy được cái mặt đồng hồ của cái xe này. Thì cái xe này nó cũng biểu hiện rất là nhiều thứ.
để em bật lên cho các bác thấy nha. Ở đây có số vòng tua máy này. Rồi cái này là cái đèn mà cảnh báo là hai cửa đang mở. Và đây là cái số công tơ mét. Và đây cái làm mát nước, làm mát bằng nước. Đo nhiệt độ của máy. Rồi dưới đây là cái kim báo nhiên liệu. Và đấy, nó cũng được đầy đủ hết. Thì xe này là xe chạy bằng ga cơ, ga điện. Xe này được chạy bằng ga điện. So với lại các dòng xe vào năm 2017 thì 2018 thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Ở trên cái vô lăng này cũng được làm là vô lăng 4 chấu. Vô lăng 4 chấu. Thì ở đây là có những cái nút điều khiển tương tự như xe hơi. Ở đây mình thấy nè, ở đây mình thấy có thêm cái này là cái nút mà chỉnh cái cường độ sáng của cái đèn khi mà chúng ta di chuyển. Cái xe này thì nó cũng được tích hợp là máy lạnh với lại hệ thống USB AUX với lại FM radio. Đấy, tất cả đều đầy đủ hết cho các bác tài khi mà di chuyển đường xa. Hốc để đồ ở đây cũng là cái hốc để đồ rất là rộng đây. Đấy, các bác thấy chưa? Cái táp lô này được làm bằng nhựa rất là chắc chắn, đây là nhựa nhập khẩu. Thì ở trên cái cabin xe này nó rất là rộng rãi, cao cấp. Thì em nhìn ở đây cái kính chiếu hậu nó rất là rõ ràng. Các bác nhìn đây có thể nhìn thấy hết được thân xe. Thì đây cũng là một cái mà sửa chữa từ rắc vào những cái kính trước đây thì rắc nó làm hơi dở, nhưng mà bây giờ rắc nó cũng đã khắc phục được điều này. Dạ. Ở trên đây cũng có một cái hốc để đồ này, hốc để những cái mà gọi là giấy tờ của các bác khi mà di chuyển. Cabin này thì rất là rộng rãi, kênh số của nó cũng được làm đây mạ bằng kim loại rất là sáng, rất là đẹp. Sau khi chúng ta đã cùng tìm hiểu ở trong cabin xe rồi thì em cũng muốn giới thiệu với các bác và muốn chia sẻ với các bác là cái xe này á, nó đang được chạy một cái động cơ là động cơ Isuzu Nhật Bản. Thì động cơ này là động cơ nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên cụ. Nó được đồng bộ cầu, cái xe này nó được đồng bộ cầu hộp số máy, rồi chassis, cả cabin cũng được nhập khẩu luôn. Ở đây có thể nói là xe rắc nó rất là đồng bộ, cho nên cái độ chuyển động của nó và cái độ chính xác của động cơ, hoạt động của động cơ nó rất là cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một tí về cái động cơ của xe rắc này để cho các bác thấy là động cơ nó như thế nào nha các bác nhé. Thì đây là chúng ta thấy á, ở đây là động cơ Isuzu của Nhật Bản. Động cơ này có dung tích xi lanh là 2.771cc. Và nó cũng được tích hợp là turbo tăng áp và phun dầu điện tử. Cái động cơ này thì nó có cái công suất máy là khoảng 78kW, cho nên cái độ bốc máy nó cũng rất là cao. Cái moment xoắn của nó thì hiện tại bây giờ thì em không nhớ cho lắm, nhưng mà nó là khoảng 250, khoảng 250 đến 200, 208 nanomet. Thì Newton mét thì nó cũng là cho cái độ chở hàng rất là tốt. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái cụ turbo tăng áp đây các bác nha. Đây một cụ turbo tăng áp. Rồi thì em cũng giới thiệu sơ cho các bác về dòng xe này. Tất cả mọi cầu hộp số và động cơ hay là máy móc thì đều được nhập khẩu hết. Dạ, nó cho một cái độ tiết kiệm nhiên liệu rất là cao. Chạy 100km thì nhà máy nói là chỉ tốn khoảng từ 7 đến 8 lít dầu thôi. Ở đây thì chúng ta thấy là cái dàn lốc lạnh nó được đặt ở phía trên. Cái treo trước của xe thì nó là gồm nhíp lá và là phục trợ lực chân không. Đấy,
Vậy em đã giới thiệu cho các bác xong về cái xe tải rắc 2 tấn 4, xe tải rắc 1 tấn 99 này rồi. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác về cái thùng của cái chiếc xe này, coi là cái kích thước thùng nó khoảng bao nhiêu nha các bác nha. Đây là bình dầu là bằng nhựa hợp kim. Ở ngoài có nghĩa là có một cái lớp nhựa rất là cứng, còn ở bên trong nó là lớp hợp kim rất là chắc chắn, thì cái thùng này nó chống được cái va đập và nó chống được luôn cả cái gọi là những cái sự cố như gọi là cháy nổ. Cái ở đây cũng đối với cái dòng xe Euro 4 thì chúng ta thấy ở đây nó có hai cái bình này là hai bình lọc khí thải, lọc dầu ấy các bác. Cái bình dầu này thì nó có dung tích là khoảng 100 đến 120 lít. Em nhớ không nhầm nó là 100 lít đó. Và đây là cái bánh xe của Jack là bánh 7.016. Bánh này là bánh Kasumina, công nghệ Nhật Bản. Có 5 tắc kê rất là chắc chắn. Đấy, 5 tắc kê. Ở đây thì ta thấy là cái dàn là đó, đây là cái lớp nhíp của xe rắc. Thì xe rắc treo sau của nó là có hai lớp nhíp kép. Thì tổng hai lớp nhíp này thì một lớp 9, một lớp 11 thì phải rồi. Cầu số rất to. Và chassis thì không cần phải bàn cái, chassis của người rắc là chassis nhập khẩu. Hai chassis rất là chắc chắn nhập khẩu. Bánh đôi nên chạy rất là an toàn, bánh trước bánh sau cùng cỡ. Đây có một cái hộp chứa đồ đằng sau này. Đấy, chassis rất là chắc chắn. Máy của cái xe tải 1 tấn 99 này rồi. Thì hiện tại bây giờ xe tải 1 tấn 99 này là dòng xe tải có thể nói là đồng bộ nhất Việt Nam hiện tại, và cái cabin nó cũng rất là cao cấp. Đây chính là những cái đặc điểm mà các bác sẽ phải cân nhắc khi mà mình mua một chiếc xe để chạy đường dài. Thì bây giờ em cũng sẽ giới thiệu cho các bác một cái điều mà không kém quan trọng khác nữa, đó chính là cái thùng xe. Thì cái thùng xe này nó được dài đến tận 4m4 đó, 4m4 đó. Thì thùng xe nó có ba cái kích thước thùng, nó có ba cái loại thùng: thùng bạc, thùng kín và thùng lựng. Thì khi mà các bác mua xe có thể liên hệ với em để mình đặt xe và biết thêm chi tiết. Ở đây em sẽ đi sâu vào nói về cái thùng này. Đây là cái thùng xe tiêu chuẩn được đóng tại nhà máy rắc. Thì cái thùng xe này nó được đóng bằng những cái vách bên ngoài á, nó sẽ được đóng bằng inox. Những cái vách bên ngoài như thế này nó sẽ được đóng bằng inox. Vách ở giữa nó được ở giữa thì nó sẽ đóng được lót một cái lớp mút xốp, và trong đó nó sẽ được chèn, nó sẽ được hàn những cái cây khung xương để cho cái này nó đủ cái độ cứng, độ an toàn. Và cái lớp bên trong cùng, như các bác thấy ở đây, lớp bên trong cùng này thì nó được làm bằng tôn kém. Tôn kém thì nó nhẹ, nó giúp cho cái thùng mình nó nhẹ, có thể chở được nhiều hơn. Còn cái sàn thùng này là một cái mà rất ưng ý từ nhà máy rắc. Thì cái sàn thùng này nó được đóng bằng cái hợp kim nhập khẩu 2.5 ly, rất là chắc, rất là bền. Thì cái độ cao của cái thùng này nó khoảng 1m9 các bác nha. Cái kèo cũng có thể di động, mình cho nó cao thêm khoảng 10 đến 20 xăng nữa để khi mà mình chở hàng hóa nó sẽ được tốt hơn.
Rồi thì em đã nói xong với các bác về cái thùng, thì có một số cái chi tiết về cái xe tải rắc rắc này. Thì cái xe tải rắc này nó được hỗ trợ gọi là cái bánh sau của nó là bánh đôi, bánh sau là nó là bánh đôi, nó khác với lại một số cái dòng Kia Thaco thì bánh sau của nó cũng là bánh đôi nhưng mà nó không cùng kích cỡ. Còn rắc này thì nó cùng kích cỡ, cho nên các bác tài rất là dễ dàng thay đổi thay thế khi mà di chuyển trên con đường, mà đồng thời cái bánh sau này nó cùng kích cỡ bánh trước nên cái độ đầm xe nó sẽ cao hơn khi mà di chuyển trên đường cao tốc. Cũng nói luôn là cái xe tải này nó cũng được khác với lại cái đời những cái đời trước, đó chính là cái xe tải 1 tấn 99 này á. Thì cái xe tải 1 tấn 99 này thì cái nhíp nó cũng được đôn nhiều hơn để cho các bác tải được nặng. Và cái tải trọng 1 tấn 99 này là cái tải trọng thích hợp đi từ thành phố cho đến Đồng Nai, Biên Hòa, tại vì nó không bị cấm tải ở các cung đường mà nó cấm những cái xe tải trên 2 tấn. Vậy thì đây có phải là quyết định sáng suốt khi mà các bác lựa chọn dòng xe này hay không? Thì qua một số cái mà em vừa giới thiệu á, thì có thể đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tốt khi mà các bác cần mua những cái loại xe nào 1 tấn 9 mà có thùng dài 4m4, mà vừa có một cái máy nó được đồng bộ, vừa có một cái máy nó tốt, được nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc nguyên cụ và được bảo hành rất là lâu, đến từ 3 năm đến 100.000 km trên tất cả các trạm bảo hành của Jack và Phú Mấn. Vừa mới giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe tải Jack N200 1.99, và có những cái đặc điểm nổi bật về chiếc xe tải này. Thì nếu các bác muốn biết thêm về giá cả của xe tải này và mức trả góp của nó thì có thể liên hệ với em là Sơn Phú Mấn, thì số điện thoại của em sẽ được để ở bên dưới cái clip này. Em chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.